Chiều ngày 7 tháng 5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Tây Ninh tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 2 tại phường 2. Các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị bầu cử số 2 gồm ông Nguyễn Hồng Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tây Ninh; ông Nguyễn Vĩnh Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường 2; bà Nguyễn Thụy Hương Trầm, bác sĩ Trung tâm Y tế thành phố. Tại hội nghị, cử tri được nghe tiểu sử tóm tắt của từng ứng cử viên và các ứng cử viên trình bày chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố. Qua đó, cử tri phường 2 phấn khởi với các chương trình hành động của các ứng cử viên và mong muốn các ứng cử viên nếu được bầu cần thực hiện đúng những gì đã nêu trong chương trình hành động của mình.